Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài SBTN, bản tin Hòa Thịnh Đốn. Chúng ta biết là vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn chúng ta đã hân hạnh được đón tiếp Hòa Thượng Thích Như Điển từ châu Âu qua. Thì bây giờ Kim Hà xin thành thật là rất là vui, rất là hạnh phúc được giới thiệu cùng quý vị Hòa Thượng Thích Như Điển. Và kính bạch Hòa Thượng, thứ nhất là cũng nhờ Hòa Thượng mà con phân biệt được cái Phật lịch với lại Phật đản. Thì con có thể kính nhờ Hòa Thượng cho tất cả quý bạn Phật tử có thể biết được. Kính chào cô Kim Hà. Dạ. Thưa tất cả quý vị trong đài SBTN thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Thích Như Điển đến từ nước Đức. Thì năm nay là Phật lịch 2556, có nghĩa là sau khi Đức Phật thành đạo và ngài nhập diệt năm 80 tuổi, cho nên tất cả Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó lấy cái ngày của Đức Phật nhập diệt làm cái ngày kỷ niệm. Cho nên chúng ta vẫn thấy rằng 2556 năm, nhưng mà trên thực tế phải cộng thêm 80 năm nữa, tức là thành đó là 2636 năm. Đó là sự sai biệt giữa Phật lịch và Phật đản. Thưa, cái sinh hoạt của chùa Viên Giác ở bên Đức nó như thế nào? Dạ, vâng. Mà đã có một cái sức thu hút làm nên lịch sử, tức là nhiều người đã đi xuất gia như vậy. Dạ, vâng. Dạ. Và cái nhân duyên đồng bào tị nạn đến qua hai chuyến tàu Hải Hồng năm 1978, bức tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Dạ. Số những người tị nạn Đông Âu thì qua rất là đông. Rồi thì người Đức ngày hôm nay thì họ học Phật cũng phải là ít. Mỗi năm như vậy, chùa Viên Giác Hanover đón tiếp 80.000 Phật tử Việt Nam đi lễ Phật và 40.000 người Đức đến học Phật, trong đó gồm có các sinh viên đại học, học sinh cũng như những hội Lottery Club hoặc là Lion Club. Thì những người Đức đến học Phật rất là đông. Thì chúng tôi nghĩ rằng mỗi một cái văn hóa, mỗi một cái tôn giáo khi mà mang vào Âu Châu hay là Mỹ Châu, chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng nó giống như một đóa hoa mà với màu sắc khác. Và tôi hay ví dụ hoa sen để trồng trong vườn hoa tâm linh của các xứ sở này. Vì vậy cho nên người Đức, người Pháp, người Mỹ họ chấp nhận cái văn hóa này một cách rất là dễ dàng. Vì vậy cho nên chính quyền cũng như Hội đồng Tân già của Tích Lan đã phát một cái giải thưởng cho chúng tôi và Hội thượng Minh Tâm vào ngày 8 tháng 7 năm 2011 là Honorary Degree for Foreign, giải thưởng danh dự cho những người đã có công mang cái giáo lý Đức Phật đến cho người Âu Mỹ. Sự thành công này thực sự không phải là do chúng tôi mà do cái môi trường và cái hoàn cảnh, cho nên chúng tôi làm được những việc đó. Ví dụ như là những cái sách chúng tôi dịch từ tiếng Anh, Peaceful Death and Your Funeral Bird. Đây là một cái tác phẩm rất đặc biệt của đại sư Tuku Tinh Đốt, người Tây Tạng, dạy Đại học Harvard 20 năm, và tôi và Thượng tọa Nguyên Tạng để dịch ra tiếng Việt. Yeah. Thì 25 năm trước, nếu mà quyển sách này ra đời, thì chính phủ Đức sẽ in hết và phát hết cho bà con Phật tử. Nhưng mà sau 25 năm, chính quyền Đức đã giúp cho Phật giáo Việt Nam tại Đức phát triển rất là mạnh. Cho nên bây giờ thì cái phần tài trợ của chính phủ Đức thì không còn nữa. Nhưng mà sau 25 năm thì người ta giúp đỡ rất là nhiều. Ngoài ra thì tờ báo Viên Giác xuất bản tại Hanover cho đến ngày hôm nay là 188 số. Và mỗi lần xuất bản là 6.000 số. Và 2 tháng xuất bản một lần và gửi đi 48 nước trên thế giới. Thì nhờ tiếng Đức, tiếng Việt rồi những ngôn ngữ khác, bản thân chúng tôi học cái thầy đệ tử thì rất là giỏi về ngôn ngữ, và cho nên độ được những người địa phương đến học Phật, có những người xuất gia theo Phật giáo Việt Nam, và còn Phật tử Việt Nam chúng ta thì đi chùa nó là cái chuyện vẫn bình thường xưa nay. Dạ, dạ thưa kính Hòa Thượng, những cái sinh hoạt của chùa Viên Giác như vậy đó, con biết cái sinh hoạt dạ, bên đó như thế nào? Dạ. Bây giờ ở Ngũ Quốc chúng ta có tất cả là 600 ngôi chùa. Dạ. Mà ngôi chùa lớn nhất trong tương lai gần đó là ngôi chùa Khánh Anh tại Évry của dạ. nước Pháp do Hòa Thượng Minh Tâm trụ trì. Dạ. Dạ. Riêng ngôi chùa Viên Giác thì chúng tôi xây dựng từ năm 1989 cho đến năm 1991. Kinh phí là 9 triệu Đức Mã, tức là 5 triệu rưỡi đô la Mỹ, là 20 năm về trước. Thì chùa có 56 phòng và mỗi lần có thể chứa bên trong chùa 1.000 người, không có vấn đề. Dạ. Mỗi lần có thể làm seminar 300 người, 200 người.
100 người, 50 người, tức là một lúc có thể làm 5 cái seminar một lần. Dạ. Vì vậy cho nên quý vị Phật tử khắp nơi Hoa Kỳ muốn về ở lại chùa Nguyên Giác không có vấn đề. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn Thầy. Dạ. Kim Hà xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Đại Đức Viên Giác là chủ trì chùa Đôn Hậu ở tại Na Uy. Dạ, dạ thưa Kim Hà xin kính chào Thầy. Dạ, dạ. Chào chị. Dạ, thưa Đại Đức, con không biết là nhạc sĩ này là nhạc sĩ từ ngoài đời hay là khi vào tới chốn thiền môn rồi thì là mới là trở thành một họa nhạc sĩ. Thưa chị giáo sư Kim Hà cùng với đài, thì xin thưa là trước khi vào tu thì Viên Giác đã được học âm nhạc và đã biết làm thơ và sáng tác một số bài nhạc rồi. Nhưng mà thật sự không phải là nhạc sĩ. Nhưng mà khi vô tu đó thì đúng ra thì không có còn chơi âm nhạc nữa. Nhưng mà vì thấy rằng tại sao mình không có dùng cái phương tiện âm nhạc đó để mình chuyển trải Phật Pháp qua cái âm nhạc và dòng nhạc. Vì vậy cho nên là mới xin phép sư phụ và sư phụ đã đồng ý. Cho nên là bắt đầu từ đó thì mới ngồi xuống và viết nhạc. Và khi mà ra được cái CD thứ nhất là với tựa đề là Tìm Về Chốn Xưa và được rất là nhiều Phật tử hưởng ứng. Và kể từ đó thì chính quý Phật tử đã gọi là nhạc sĩ Phi Long kể từ đó. Con biết rằng chùa mà nơi Đại Đức trụ trì đó rất là đẹp phải không ạ? Dạ thì không dám tự mình khen đẹp, nhưng mà phải nói rằng là quý ngài khen là Viên Giác đã thực hiện và xây cái ngôi chùa rất là nhanh, chỉ trong vòng 2 năm thôi mà đã mang được một cái dáng của quê hương. Và chính vì đó thì có dịp thì xin mời chị cũng như là quý Phật tử ghé để mà thăm cho biết gọi là Na Uy xứ lạnh tình nồng. Mà dạ, nơi rất là lạnh mà nó nở lên một cái đóa hoa sen như vậy thì phải nói là rất là quý, rất là có lợi cho Phật Pháp. Thì dạ, hiện tại bây giờ là ở tại chùa Đôn Hậu là Viên Giác đi hồng pháp với Hòa Thượng Thượng Như Hà Điển như thế này. Mà ở vẫn xem email thì người Na Uy đó, các trường học người ta đặt giờ rất là nhiều và đã nhận giờ hết rồi. Và mình về là có công việc làm liền, là dạ, mình họ tới là thăm và mình truyền Phật Pháp qua cho họ. Dạ. Thì nhân đây thì Viên Giác có cái CD. Dạ. Với tựa đề là Giữa Hai Dòng Sông, rất là được nhiều người thích. Và cái CD Tìm cũng rất là hay, xin gửi đến tặng cho giáo sư Kim Hà luôn bây giờ ha. Dạ, thường vậy là bữa nay con cũng có phước. Dạ. Và một lần nữa con xin trân trọng kính cảm ơn Đại Đức và cũng như kính cảm ơn tất cả đoàn đã theo với Hòa Thượng Thích Như Điển để cho chúng con có được cái cơ duyên ngày hôm nay. Dạ. Dạ, xin thành thật cảm ơn. Dạ, xin kính chào quý vị.